Kết này á, bạn không cần phải mua chả giò chả lụa gì đâu nếu như bạn biết làm cái món này ha. Vì nó vừa ngon mà nó vừa an toàn sạch sẽ do chính tay mình làm ra đó các bạn. Để Diễm chia sẻ cho bạn cách làm, nếu bạn thấy dễ á, thì mình mua về mình áp dụng mình làm cho gia đình mình luôn nha. Bạn mua một cái lỗ tai heo khoảng 400g về mình rửa chanh muối gừng sạch sẽ nha. Bạn mua thêm cho mình khoảng 500g giò sống nha. Bây giờ bạn để cái túi này trên tủ đông đi nha. Bạn bắt một nồi nước lên cho gừng, sả, hành tím và cho cái lỗ tai này vào luộc. Bạn cho vào đây 2 muỗng giấm để luộc cái tai heo nó trắng nha. Chuẩn bị là hành tím, tỏi, tiêu, ớt. Nhà mình ít ăn ớt thì mình giảm ớt lại nha. Cái tai heo Diễm đã luộc được 30 phút, bây giờ Diễm sẽ vớt ra để ngâm nước đá cho nó giòn nha các bạn. Sau khi ngâm nước đá 20 phút á, giờ mình sẽ lấy ra để ráo và giờ mình sẽ xắt nhỏ ra nha. Mình sẽ cho tất cả vào một cái thau lớn lớn để mình trộn cho dễ nha. Nửa cái giò sống trên tủ đông mình sẽ lấy ra mình trộn vào đây luôn. Các bạn nhớ là nhà mình ít ăn cay hoặc có em bé thì mình giảm cái lượng ớt và tiêu lại nha. Mình làm cái món này quan trọng nhất là cái khâu nêm nếm nha các bạn. Nếu các bạn nêm canh mà sai các bạn có thể nêm lại. Nếu mà bạn nêm nhạt nhẽo là bạn sẽ ăn nhạt. Còn nếu mà bạn nêm mặn quá là bạn nó sẽ bị mặn nha. Mình sẽ để công thức nêm nếm cơ bản ở trên, bạn điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Khi trộn hết rồi thì bạn sẽ ướp ở đây khoảng 1 tiếng nha. Bây giờ mình sẽ đi cắt lá chuối đây. Nhà mình thì không có lá chuối, mình đi qua hàng xóm mình xin mà không có hàng xóm nhà nên mình cắt đại luôn. Cắt lá chuối xong về thì mình sẽ tước ra từng lá như thế này, sau đó mình sẽ canh sao cho nó vừa với cái khuôn. Nhà mình có nhiều lá chuối thì mình cứ xếp vào cho nó thơm nha các bạn. Các bạn cứ lần lượt xếp từng lớp như vậy á đến hình thành một cái khuôn và cuối cùng mình sẽ cho cái miếng dầu ăn vào đây. Các bạn sẽ xoa đều tất cả dầu ăn cho ở cái bề mặt mà tiếp xúc với thịt nha. Mình sẽ dùng một cái muỗng nhỏ, mình nhấn cho thịt nó đều xuống hết tất cả nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ gấp từng cái tầng lá xuống ha. Gấp xong thì mình sẽ dùng cái nắp của cái khuôn này mình đè xuống. Và mình dùng cái lực của cái xoay này mình siết xuống cho nó chặt nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi hấp, mình sẽ đậy lên ít lá chuối. Đối với các bạn mà không làm khuôn á thì bạn hấp từ khoảng 1 tiếng là nó chín rồi. Còn mình á thì mình hấp qua cái khuôn này nên khoảng 1 tiếng rưỡi nó mới chín được nha các bạn. Rồi sau khi mình hấp 1 tiếng rưỡi thì mình sẽ lấy ra mình để trên ngăn mát. Tại vì mình không có thời gian mình quay liền á nên 2 ngày sau mình mới quay. Và đây là thành phẩm này các bạn. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Mình nói rồi, Tết này mà các bạn cứ áp dụng cái công thức này mà làm, vừa ngon vừa chính tay mình làm ra mà không có phải sợ chất bảo quản gì hết nha. Chúc các bạn làm theo công thức mình chia sẻ thành công nha.